trồng rau trong chậu vừa lên cây đã chết. Nguyên nhân cách khắc phục. Trồng rau vừa lên cây đã bị chết là hiện tượng thường xảy ra đối với những người trồng rau. Sau đây là một số nguyên nhân và cách khắc phục. Đất trồng không đảm bảo chất lượng. Đất trồng rau không đảm bảo là đất chứa nhiều mầm bệnh, đất quá chua hoặc phèn, đất chặt bí không có khả năng giữ nước và thoát nước. Lúc này, khi cây vừa mọc lên đã bị các mầm bệnh có sẵn trong đất tấn công gây hại, hoặc đất phèn quá, đất chặt bí không thoát được nước sẽ gây chết cây. Vì vậy, nếu bạn sử dụng đất trồng rau lấy từ đất ruộng, đất vườn, đất bãi, thì cần phải xử lý đất trước khi trồng. Cách xử lý, đất vườn sau khi lấy cần phơi khô dưới nắng. Phơi càng khô càng tốt. Sau đó đập nhỏ và trộn với vôi bột với lượng 1 thìa canh vôi bột cho một khay đất có kích thước 40x50x30cm. Kết hợp trộn phân bón các loại rồi mới tiến hành trồng cây. Việc phơi đất và trộn vôi bột là cực kỳ quan trọng không những để diệt mầm mống của chứng sâu bệnh có trong đất mà còn giúp cây trồng phát triển tốt hơn. Hiện nay, đất trồng cây trong chậu được bán khá phổ biến tại các cửa hàng vật tư nông nghiệp, chúng ta có thể mua về trồng mà không cần phải xử lý đất trước khi trồng. Hạt giống không đảm bảo chất lượng, đó là do chúng ta mua phải hạt giống để lâu đã mất sức nảy mầm nên khi gieo hạt sẽ không nảy mầm, hoặc nếu nảy mầm được thì cây yếu ớt, tốc độ lớn rất chậm, khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh kém nên dễ bị chết. Do vậy, cần lựa chọn mua hạt giống ở các cửa hàng uy tín. Bởi hiện nay, tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng rất phổ biến. Để tăng tỷ lệ nảy mầm, đảm bảo tỷ lệ sống cao sau gieo trồng thì chúng ta không nên gieo hạt trực tiếp chúng xuống đất mà cần ngâm ủ hạt trước khi gieo bằng nước ấm để chúng nảy mầm đều rồi sau đó mới trồng. Cây bị ngộ độc phân bón, có một điều chúng ta cần lưu ý đó là giai đoạn cây con từ 2 đến 4 lá thật, cây chủ yếu sống bằng dinh dưỡng từ hạt, lúc này chỉ cần cung cấp đủ nước cho cây là đủ. Lúc cây con từ 4 đến 5 lá trở đi cây mới chuyển sang giai đoạn hút dinh dưỡng từ đất. Do vậy chúng ta không nên tưới phân bón quá sớm vì cây chưa sử dụng được mà còn làm sót và chết cây. Cây con bị chết giai đoạn này còn do một nguyên nhân nữa đó là trộn phân bón và đất trồng với tỷ lệ không đúng. Khi cây con mới mọc mầm rất non yếu gặp môi trường đất quá nhiều phân mà ít đất thì dễ ngộ độc làm chết cây. Do vậy, tùy thuộc vào loại rau và đặc tính sinh trưởng mà chúng ta trộn đất và phân bón với tỷ lệ khác nhau. Đa số các loại rau ăn hàng ngày có tỷ lệ trộn gồm 5 phần đất sạch, tức là đất đã qua xử lý hoặc đất sạch mua sẵn ngoài cửa hàng, cộng với 2 phần phân bón, có thể là phân bò khô, phân trùng quế, phân vi sinh, NPK, cộng 3 phần giá thể có thể là mùn cưa, chấu hung, mùn sơ dừa. Tưới nước không đúng cách. Tưới nước giai đoạn cây con rất quan trọng. Nhưng thời gian tưới, lượng nước tưới, cách tưới phải đúng thì cây con mới không bị chết. Tưới cho cây con cần tưới kiểu phun mưa, tưới vào sáng sớm và chiều mát. Nếu tưới nước vào thời điểm nắng gắt giữa trưa sẽ khiến cho cây trồng chết, đặc biệt là cây non mới mọc. Ngoài ra, nguồn nước dùng để tưới cây cũng phải nước sạch, không sử dụng nguồn nước giếng khoan, nước máy hoặc nguồn nước từ ao tù nước động để tưới cho cây con. Lượng nước tưới vừa đủ, chúng ta có thể kiểm tra lượng nước tưới cho cây vừa đủ hay không bằng cách lấy một nắm đất từ chậu cây và nắm lại trong lòng bàn tay, sau đó mở lòng bàn tay ra. Nếu đất vón lại thành cục là đạt. Nếu nắm lại mà đất không vón cục mà bị dơ da là đất đang thiếu nước, cần tưới cho cây. Còn ngược lại nếu nắm đất lại mà có cảm giác bị ướt lòng bàn tay là đất quá ẩm, thì chúng ta dừng tưới nước. Bên cạnh đất trồng, bạn cũng phải chú ý đến chậu dùng để trồng cây. Điều quan trọng nhất của chậu chính là phải có lỗ thoát nước dưới đáy để tránh ngập úng khi tưới nước hoặc trời mưa. Cây bị ngập úng sẽ chết, nhất là cây non mới mọc. Cây thiếu ánh sáng mặt trời. Vị trí đặt cây trồng là một trong những điều kiện kiên quyết để cây phát triển. Giai đoạn cây con yêu cầu ánh nắng nhẹ. Ánh sáng quá mạnh hoặc không có ánh sáng đều không tốt. Chậu cây cần đặt ở vị trí thoáng mát, nếu đặt nơi ẩm thấp, ánh sáng không chiếu đến được. Vừa không tốt đến việc trao đổi chất của cây vừa tạo cơ hội cho các loại nấm mốc, vi khuẩn, sâu bệnh phát triển làm hại đến cây rau. Thiếu dinh dưỡng, khi cây được 4 đến 5 lá thật, lúc này dinh dưỡng trong hạt đã hết. Cây sẽ hấp thụ dinh dưỡng bên ngoài để phát triển. Do vậy giai đoạn này nếu chúng ta không cung cấp dinh dưỡng kịp thời thì cây con sẽ còi cọc, vàng úa và chết. Bệnh chết éo cây con, nguyên nhân do nấm bệnh hoặc vi khuẩn. Nguồn bệnh tiềm ẩn trong đất hoặc trong giá thể trồng không sạch, hoặc từ cây trồng vụ trước nhiễm da đất rồi gây hại cho cây trồng vụ sau. Hoặc do đất gieo trồng có kết cấu chặt, khó thoát nước cũng làm cho nấm bệnh phát triển. Nếu do nấm gây hại thì triệu chứng sẽ là phần cổ rễ, phần gốc sát mặt đất có vết màu khác với vỏ cây, phần vỏ này bị dọc lên, sau đó lan dần bao quanh toàn bộ phần cổ rễ hoặc gốc cây. Dần dần phần vỏ này khô teo lại, khi gặp trời mưa hoặc độ ẩm cao sẽ bị thối nhũng, bong da, trơ lại phần lõi của cây có màu thâm, để ý kỹ ta sẽ thấy có lớp mốc trắng màu vàng hoặc trắng. Đó chính là nấm bệnh. Nếu do vi khuẩn, ban đầu khi mới bị bệnh cây sẽ héo vào ban ngày và tươi trở lại vào ban đêm, sau này cây sẽ có các dấu hiệu như đoạn thân ngang mặt đất bị thối nhũng làm cho cây con bị gãy gục, lá cây nhiễm bệnh bị héo rũ. Bệnh này lây lan sẽ làm cây con chết hàng loạt. Biện pháp phòng trừ hai bệnh trên. Xử lý đất trồng hoặc giá thể để gieo trồng rau thật kỹ.
Hạt giống trước khi gieo có thể xử lý với Jogron 50V hoặc Aliet 80V để trừ nấm bệnh, dùng 5g thuốc trên 100g hạt giống. Hoặc dùng chế phẩm EM pha loãng 1:1000 để ngâm hạt giống trong thời gian từ 30 đến 60 phút nhằm thúc đẩy sự nảy mầm và ngăn ngừa mầm bệnh. Dùng phân hữu cơ vi sinh hoặc phân chuồng có bổ sung chế phẩm bột nấm chi cho đề ma SP để ngăn ngừa và diệt nguồn nấm bệnh lưu tồn trong phân khi gieo ươm cây con. Đặt chậu nơi thông thoáng, có mái che mưa, đất cần làm tơi xốp không bị động nước. Sâu hại gieo. Chúng ta thường gặp hiện tượng sáng sớm sẽ thấy rất nhiều cây con bị đứt ngang thân sát mặt đất, có cây còn bị cắn đứt và bị kéo xuống đất. Đó là do sâu xám hay còn gọi là sâu rút. Ban ngày chúng ẩn nấp trong đất, ban đêm chui lên cắn phá gây hại cây trồng, kéo cây về tổ để ăn. Dựa vào đặc tính này, nếu diện tích trồng ít thì chúng ta có thể dùng biện pháp thủ công là soi đèn vào buổi tối để bắt sâu. Khi trồng diện tích lớn thì có thể sử dụng thuốc trừ sâu sinh học để phun trừ. Ngoài ra còn một số đối tượng như dày, dệt, bọ nhảy, nếu mật độ cao chúng sẽ làm chết cây con. Các bạn có thể tự chế thuốc trừ sâu thảo mộc để phun trừ sâu hại như sau. Cách thực hiện: Bước 1, giã tỏi, ớt, gừng thật nhuyễn. Bước 2, ngâm trung 3kg, tỏi cộng với ớt và cộng gừng, cùng 3 lít rượu, ngâm trong thùng kín và không nên để thùng ngâm ở những nơi quá nắng nóng. Thời gian ngâm là 15 ngày, làm cho các chất gây cay có trong nguyên liệu trộn đều vào rượu. Dung dịch này có thể dùng được trong vòng 6 tháng. Cách sử dụng: Bạn có thể sử dụng thuốc thảo mộc tự chế này để phòng trừ sâu khoan, sâu tơ, bọ nhảy v.v. Mùi của thuốc sẽ xua đuổi côn trùng và cản trở quá trình gây hại của chúng. Thời gian cách ly 3 ngày, khi thấy sâu xuất hiện thì pha dung dịch tỏi ớt trên với tỷ lệ 200-300ml dung dịch pha trong 5 lít nước để phun. Có thể từ 1 tuần đến 10 ngày phun một lần để phòng sâu bệnh. Thuốc là dung dịch thảo mộc nên ít có nguy cơ gây độc, tuy nhiên cũng không nên phun quá đậm đặc vì như vậy sẽ gây lãng phí không cần thiết. Nếu sử dụng thuốc với liều lượng quá đậm đặc thì rất có thể cây sẽ bị cháy, táp lá, nếu lá bị hại nhiều có thể dẫn đến chết cây. Video của chúng tôi đến đây kết thúc. Cảm ơn bạn đã thích nó. Xin chào và hẹn gặp lại.